Thông tin từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tàu cá QNG 90513 của ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn vừa bị một tàu Trung Quốc uy hiếp và đâm va dẫn đến hư hỏng. Đến trưa nay, con tàu này cùng 14 ngư dân đã về đến cảng Sa Kỳ. Trình báo với lực lượng biên phòng, ngư dân đi trên tàu cá QNG 90513 cho biết, ngày 19 tháng 5 năm 2017, 14 ngư dân cùng phương tiện xuất bến Sa Kỳ đi hành nghề câu trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Lúc 22 giờ 30 phút ngày 29 tháng 5, khi đang khai thác hải sản tại tọa độ 16 độ 33 phút độ Vĩ Bắc, 111 độ 38 phút độ Kinh Đông, thì bị tàu Trung Quốc số hiệu 46001 truy đuổi và đâm vào mạn phải, làm tàu cá ngư dân bị hỏng thân tàu cùng một số thiết bị khác trên tàu, thiệt hại ước tính khoảng 200 triệu đồng. Tàu chiến của Trung Quốc mang biển số là 46001 màu trắng đã tiếp cận tàu em và đuổi, vừa đuổi vừa đó. Khoảng đến 8 giờ 10, 8 giờ hơn 8 giờ thì tàu Trung Quốc thả em. Rồi em cứ chạy, biết khoảng đến 22 giờ 30 thì tàu Trung Quốc tiếp cận lần nữa. Và tố đó ném đó, vừa ném đó xong hết đó, tàu Trung Quốc đó ủi vô mòn khỏe, bể cơ bin và gãy hơi ống bô máy điện, máy phụ quẹo. Sau hành động ngang ngược, tàu Trung Quốc bỏ đi, ngư dân đi trên tàu QNG 90513 đã khắc phục tạm thời và tiếp tục hành nghề. Hôm nay, thuyền trưởng Phan Minh đã đưa tàu về đất liền báo cáo sự việc cho lực lượng biên phòng. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc để có biện pháp hỗ trợ tàu bị nạn.